mình đang có mặt ở trên một cái hòn đảo. Đây là hòn đảo trâu, tại toàn là trâu không à. Đây là một hòn đảo không có người ở nha mọi người. Đây mọi người thấy hòn đảo này cách biệt với đất liền, mọi người thấy xung quanh toàn là nước không ha, nó không có xa đất liền lắm đâu. À, phía bên kia là xa, bên kia là núi Bà Đen ha. Nay thì tụi mình ra đây, hai mình ra đây làm thử thách 24 giờ sinh tồn ở ngoài đảo. Tụi mình sẽ tự tìm thức ăn ở ngoài đảo đây nè, mình sẽ lặn lội xuống hồ săn bắt gì đó. Tụi mình không có đem theo đồ ăn, chỉ có đem theo nước uống với một số cái dụng cụ sinh tồn. Mình có đem theo cái lưới để giăng cá nè, đem theo cần câu để câu cá. Mình sẽ sử dụng những cái dụng cụ đó để mà bắt cá hen. Đây có những cái con trâu rất là dễ thương luôn, cho mọi người coi những con trâu đó. Ê. Sao nó nhìn mình dữ vậy? Mình kêu nó cái nó đứng lại. Ê. Nghe mình kêu với con trâu nó giận nè. Đó, kêu nó dòm, đúng tên của nó là nó dòm. Ở giữa cái đảo thì có cái bụi cây. Đây là cái bụi cây của chú trăn trâu nè. Chú trăn trâu có giăng hai cái võng. Ban đêm thì chú không có ngủ lại ở đây giữ trâu mọi người. Ban ngày thì chú thả mấy con trâu ra đây để cho nó ăn cỏ, ăn những cây cỏ ngoài đây nè. Ban đêm thì cho nó tự ngủ ở đây. Tối nay thì mình sẽ sinh tồn ở đây, sinh tồn vòng vòng đây, tìm kiếm thức ăn ở đây. Rồi mình làm thử thách 24 giờ ha. Bây giờ mình bắt đầu bấm giờ nha mọi người. Đó, bây giờ mình bắt đầu bấm giờ, làm thử thách 24 giờ ha. Đây là bây giờ là 15 giờ. Mình sẽ ở đây tới 15 giờ ngày mai. Ok. Mời mọi người cùng theo dõi cái hành trình sinh tồn của tụi mình. Tụi ông đi giăng lưới kiếm cá ăn nè. Giờ ở đây xung quanh bao la vậy biết giăng chỗ nào? Tôi thấy hướng này có cá nè. Hướng nào? Thấy hướng này cá nào, thấy này chỗ này mênh mông nước nè. Thấy trâu không có cá đâu. Vậy chứ không thấy đâu có cá. Nè, hướng này nè, thấy chưa? Hướng này nè đó. Thằng đó thấy có người ta giăng cá rồi. Đâu? Xa đâu có tới người đó được. Nhiều hướng quá, biết dạng hướng nào giờ. Ở đây mênh mông bao la vậy, giờ sao? Giờ anh xui đi kêu Sơn Thần, nhờ Sơn Thần Thổ Địa chỉ dùm hướng nào có cá đi. Ở đây hả? Sơn Thần Thổ Địa hả? Coi chừng, coi chừng cũng linh lắm rồi nha. Đây. Đâu có cái cây này, gọi cây này sao? Rồi giờ mũi tên để chỉ hướng nào Sơn Thần Thổ Địa chỉ dùm con hướng đó có cá nha. Vô. 1, 2, 3. Sao sao nha, ngược lại hướng của hai đứa mình vậy? Ôi chỉ hướng này đi, hướng này. Hướng nào? Hướng này à? Hướng này đi, hướng này. Trời ơi, vậy nãy giờ hai thằng chỗ xa hết rồi. Thổ Địa chỉ hướng này nha mọi người. Trúng nhiều cá mình sẽ cúng Thổ Địa. Có cá bắt cá mà có ốc mình mò ốc luôn. Có gì bắt đó. Dưới đây thấy có rau rác ăn được nè. Ừ. Xanh xanh này ăn được á. Có cỏ ăn cỏ luôn mọi người ơi. Rau cũng phải cỏ. Đâu. Bò ăn được, lẽ mình ăn không được. Đúng rồi, bò ăn được mà ăn được. Ui, ai à? Được. Đó giờ ông có nghe nói dùng khăn bò để mà trị bệnh khát chưa? Bệnh khát là không có nước uống á, lấy khăn bò mình chắc ra. Bò tươi mới được. Thì ở đây bộ quá trời, canh nó vừa ra thì dứt. Sao sao mình có đem nước rồi ba ơi. Phía trước là núi Tây Ninh. Ốc nè. Ủa. Ốc hả? Ốc là bắt được không? Ốc lụm, ốc sinh tồn mà lụm gì bắt đó. Ốc bùi vàng hả? À? Ốc gì ăn cũng được hết. Ừ, đúng rồi.
Wow, biết chị đem thêm mắm gì là mắm sẻ. Hết nước chấm luôn. Nhìn dưới đất thấy nó lụm lụm. Chỗ này sâu quá rồi. Cái gì vậy? Ốc. Wow, bù lưới. Nè. Đây. Hai con luôn. Đó. Ồ, hai con nữa. Đây, nó bự quá. Ôi, đây ốc bự quá. Rồi. Có đóng lưới rồi nãy giờ bắt gần cả chục con luôn. Đây. Con nào lưới người ta giăng mình lên gỡ. Gà chửi đã luôn. Lưới này bị chìm không ơi. Thả lưới nè. Cột vô cái cây này cái. Hy vọng dính nhiều cá đối như hôm bữa nữa. Đây trong bờ lại có cá đối. Dạ. Chỉ có cá gì? Cá nào hả? Vậy quá. Ở hồ này có cá phi nè, cá chép nè, cá gô có không? Có luôn, cá lăng nè. À, cá lăng đặc sản nha. Dễ gì bắt. Mắm cá lăng. Cá lăng ở chỗ nước sâu này, nước cạn chắc không có đâu. Cá lăng hay làm mắm ba? Có chứ. Vụ cá lăng làm mắm nè. Điện Biên người ta bán mắm cá lăng quá trời. Để dân lưới xong rồi thì mình kiếm gì đó mình chơi chút nha. Tiếp, lưới xong mình đi mở. Kiếm ốc mình bắt tiếp nha. Tính nói đi chơi mà không được rồi. Chơi hả? Tin tò mà chơi hả? Rồi ông mới giăng lưới xong rồi kìa. Ông đứng đó rồi cho tôi đặt rồi. Đây nào thổ địa rồi chạy ra. Cái sao đây bị chìm nè. Có không? Để đi coi cái đã. Đâu có linh với gì ta. À dính cây. À dính. Vô. Cái hả? À? Cũng dính cây chứ. Dính rồi. Cá bự. Vừa giăng chưa được 30 giây nữa. Rồi. Thổ địa chỉ linh dữ vậy. Đây đừng dở lên xúc nha. Ý, cá bự. Có chân chảy. Cá này quen. Lấm. Mới vừa giăng. Vì là mới đập là có kinh nghiệm liền chứ. Mới là quấn dữ. Lỗ bự gì mà cũng dính được. Có lỗ bự lỗ nhỏ, nó lưới này lưới ba màng. Ừ. Này cũng gỡ hết cả thanh sưng nè. Dùng cả thanh sưng để gỡ cá nữa. Chứ không phải dân chuyên nghiệp nữa. Đó. Là chạy lấy cây kéo cắt ra. Ui da. Đừng dãy mà. Lấy kéo không? Thôi. Lưới này sinh tồn được vài lần nữa đó. Chuẩn bị cái bọc đi. Chị với bọc là bao la đi móc bọc hoài vậy. Bên đây nè. Chiều nay không lo chích đối rồi. Bình thường đi sinh tồn toàn nhịn ăn nhịn uống giết ốm nhơm nhách. Ốm mà lòi hai cái lỗ tai ra luôn. Lòng hồng lòi lòng hồng liêu hiêu luôn, xệ luôn.
xin phép mọi người cho mình tắt cái camera một chút nha. Một tiếng nữa mình gỡ xong con cá mình sẽ quay lại. Gỡ xong con cá rồi, sau một tiếng đồng hồ bây giờ đi thăm lưới tiếp. Thấy cái phao chìm á, cây à, mà là cái cây nữa, nãy cũng cái cây mà có con cá, tại con cá đó, nó chạy vô cái cây. Ờ. Ừ, chạy vô dính cái cây rồi thôi. Dân này không chạy xuồng chạy ngang lôi mất lưới rồi luôn không? Tại lưới mình không có phao báo hiệu. Dạ. Sang mà thấy mất cái lưới là biết dính vô chân vịt rồi đó. Tạm thời để lưới đây đi đi bắt ốc. Cái này cái đảo chim gì đảo gì? Đảo nhím, đảo nhím hay đảo chim? Đảo nhím. Có người ở, cái đảo mình không ai ở hết đó. Đảo mình có mấy con trâu ở. Hôm nay mình sẽ làm bá chủ cái đảo này. Bá chủ của những con trâu. Bắt con trâu làm nô lệ cho mình. Ừ. Nhưng mà nó không có thèm nghe ông đâu. Nghe, nãy mình kêu lại nó nhìn á. Nhìn chứ đâu có thèm gì ông đâu, để ý gì ông đâu. Tối nay mình sẽ bắt con trâu lên mình cưỡi trâu. Vậy tối nay chơi một trò chơi nhỏ đi. Chơi đuổi hình bắt trâu. Không biết thịt trâu ăn ngon không ha. Nãy giờ thấy nó liếc liếc đó. Mình có hai người nó có tới mấy chục người á. Thôi vào vấn đề chính đi. Đi bắt ốc. Bắt ốc bên kia. Nãy tụi mình bắt ốc bên kia. Bây giờ đổ qua đây bắt ốc. Hy vọng bên đây có nhiều ốc. Giờ mình không có động bên kia để động để cho cá nó vô. Rồi qua đây mình mò ốc đi. Ừ. Bên kia ốc nhiều. Thấy bên đây cũng trống trống nè, không biết có ốc hay không nè. Ừ. Đá vô bãi con trâu rồi kìa. Ôi. Có cái giò vàng trong ra làng bắt ốc. Ôi cái giò này hỏi ông dưới ông khỏi bắt ốc. Thọt cái giò xuống hồi là ốc nó bu vô à. Cặp giò đáng giá ngàn vàng mà bà con ơi. Đây bãi mới hy vọng có nhiều ốc. Đâu thọt cái giò xuống nhử mấy ốc coi. Trời ơi là mấy con ốc nó không chịu vàng bà con ơi. Sao sao? Đây có thiệt một con ốc. Trời đi nãy giờ biết bao lâu mới rồi kiếm được con. Nãy giờ mới bắt được một con. Bên đây làm ăn khắc thu dữ. Bởi vì đi hướng của thổ địa là làm ăn khắc đẹp rồi. Cái hướng này hướng đầu tiên ông chỉ nè. Hướng tôi chỉ bên kia. Ủa vậy tôi chỉ hả? À? Chết mẹ. Ông chỉ ông ơi. À, sorry. Đi theo ông là cám rồi. Hồi nãy tôi chỉ ở đây có cá chứ đâu chỉ ở đây có ốc. Bạn ốc không? Cầm lên coi. Trời ơi, ốc gì bự vậy? Này ốc heo. Ốc heo chứ không phải ốc bu nha bà con. Mập quá. Trời ơi, lúm. Con này chắc nửa ký. Đây hai con này được cặp bự à. Trời ơi. À, ốc bự không người ta. Lúm. Ghê thiệt. Con chó nè. Rồi, giờ này nó chui vô bờ, mấy ốc bự nó chui vô bờ. Lắm, à vậy đi ngoài không à. Nó đi mấy bờ này tôi còn còn nữa đó. Giờ nó chui vô bờ nó nghỉ tắm nắng. Trên con nữa. Vàng nè. Ốc gì? Ốc bù vàng thì nó không phải màu vàng chứ. Nè. Đã bu vàng 99 triệu. Coi vàng gì 18 nha. Vàng khe. Vàng giống như cái ấy nãy ông đẹp không? Giống giống. Chắc ăn cái ấy nhiều quá màu vàng đó. Rồi. Nè. Một con, hỏi ốc màu vàng chết rồi. À đù. Xui chưa? Đập cá nổi điên luôn rồi mọi người ơi.
nhiều khi như vậy nó cũng có công dụng để mấy cá nó sợ chạy tán loạn rồi nó lũi vô lưới. Mình đã tới cái lưới của tụi mình rồi, hy vọng có cá. Hình như đang dính cái gì vậy kìa, dính cái gì dài dài vậy hả? Cá cây. Rồi cá cây. Không có dính này phải không? Không con gì hết ông ơi. Giờ ông đã biết rồi. Trời ơi. Tao để nói có con à, để tao. Thôi, lên bờ. Thôi giờ có mớ ốc này được rồi. Mớ ốc rồi đi đâu. Được. Như đây dư sức hai thằng ăn rồi. Dư luôn này. Con cá nữa. Cá để nhâm nhi cho. Thôi lên bờ. Lên bờ lửa nướng nha. Thôi. Ơi, đâu ở đây vậy? Vậy? Đâu leo đây vậy? Cái dừa chứ làm gì? Sao nãy giờ không nói tôi ở đây có dừa? Có một cái không nội ơi. Trời giấu, giấu. Đâu? Ờ con trái đó hả? Cái bự dữ rồi nha. Đù. Dữ bấy. Coi nãy leo dừa. Chiều ơi, đói bụng rồi. Đốt lửa, đốt lửa. Đó, ở đây có nhiều mấy cây này lắm nè. Trời ơi. Mời mong. Ba quỷ này trái phải nói luôn, trái luôn liều luôn. Vô cái gốc cây nè, đốt mi gốc cây luôn. Phát hiện được mấy cái lỗ của gốc cây nè. Ồ. Khổ có cái hang gì cũng mỏi rồi. Đó. Đốt hồi con chuột chạy ra, bằng thịt chuột luôn. Có gì ăn đó. Coi như con chuột này nó tới số rồi. Chuẩn bị chụp chuột nha. Chuột phóng ra nè. Phóng ra cái rồi chừng lửa nó văng lên mình đó. Rồi tắt đi. Để đút bỏ vô cái lỗ. Thổi cái coi. Ừ, thổi cái trái liền bà con ơi. Tối quá. Đù. Giống lửa. Như giống như ổ lửa vậy. Thổi cái trái liệu lửa lên liền.
mà biết chừng nào mới nấu nướng nướng được ăn được, chừng nào nó cháy được cái gốc cây này. vậy biết chừng nào mới ăn được một, đây một chút xíu là nó cháy hả? Vậy chờ năm tát nữa rồi để thổi thổi từ đi. Rồi cái này là tát được năm nữa mới có ăn nha bà con. Tối đi kiếm cái lưới mọi người ơi, mất dấu rồi. Chết cua. Cua. Cua nè. Cua với cái con cây nữa. Lúc nào cũng có dính con cây. Con này dính hoài, mấy con này ăn được rồi. Ăn được chứ. Con cây được mà. Con cây là no đòn luôn á. Là no luôn á. Mà no đòn. Ui ha. Cua kẹp. Cua đi dữ quá vậy. Không biết lần này lần thứ mấy bị kẹp rồi. Rồi tiếng sao quay lại anh gỡ xong rồi. Cua hết tiếng mấy hồ. Ôi vô đụng vô cái xe chứ sức luôn. Nhém nữa trời. Một xíu nữa là chạy mất rồi. Bó tay. Ôi bó vô nó nhảy bình tịch luôn. Chạy không. Dính được con cá mà. Nuôi cây. Ôi cá cá. Rồi thêm con nữa. Cái này cái gì cá mè hả? Cá gì không phải cá nãy. Nhanh lên chạy nước nè. Ê. Nổi ừ, trời ơi rồi tôi nghi lắm mà. Nó lọt ngoài cái mày. Thế là mất con cá rồi trời ơi. Tại ông á, ông phạnh không phạnh cái lỗ ra vậy. Cầm một tay kêu phạnh phạnh cái gì. Không, nó gỡ lâu quá mà. Tại ông phạnh ra cho ta. Mới nướng xong hả? Mò cua bắt ốc. Mò cá bắt cua đủ thứ hết giờ nó mới chín nè. Mới nướng được mấy con nữa chưa nướng hết nữa. Kiểu này ông thâu địa ông dặn chắc luôn. Để đi cúng hổ địa chưa cúng hổ địa. À đù. Cúng hổ địa con cá đi. Hổ địa con cá bự ha. À, tôi ông con gì chia đôi. Để đi cúng hổ địa con cá dương ngốc đi. Rồi đi cúng hổ địa. Nướng với mình nha. Ốc nướng. Thơm không? Thơm mùi nướng lắm. Về ha. Tối rồi mọi người ơi. Bây giờ cái thử thách của mình đã được 7 tiếng rồi nha. Bây giờ là gần 11 giờ đêm rồi. Đưa hết gần được 8 tiếng rồi nè. Mình thì có dựng cái liều ở đằng kia rồi. Nhưng mà giờ nực quá thì mình không có ngủ liều mọi người ơi. Đây mà, cái võng mình nằm ngủ luôn. Mà đây không có muỗi. Mới nằm võng nằm ngủ cho mát. Kia cái ông kia nằm giọng để mình lại đẳng mình quay cho mọi người coi. Ông nằm nằm giọng cho mát. Giờ vô liều nực quá. Không có mũi nằm ngoài đây ngủ cho nó sướng. Ngủ mất tiêu gì rồi. Thôi bây giờ mình đi ngủ đi mọi người ơi. Xa xa kia là núi Bà Đen. Sáng hôm nay mình quay tiếp cho mọi người xem nha. The next day. Sáng sớm rồi mọi người ơi. Mình vừa kịp dậy để ngắm mặt trời. Cho mọi người xem mặt trời mọc nè. Wow, mặt trời to quá. Bên đây là mặt trăng. Đây là núi Bà Đen.
Tối hôm qua tụi mình nằm toàn ten trên cái võng, khá là mát mẻ luôn. Quá đã, không có con muỗi nào hết. Có liều dân liều chơi chứ không vô liều ngủ. Trời ơi, thấy dấu hiệu có cá dính rồi đó. Thấy phao chìm phải không? Sáng nay có đồ ăn nữa. Tối qua gỡ 100 cái cây, sáng nay chắc cũng khoảng 200 cái. Buổi sáng là nước mát lạnh đã ghê vậy. Thư giãn buổi sáng. Đây gì đây? Nước ngắt đây. Cá bự nè. Ồ, cá bự thiệt. Nguyên cá bự, cây bự luôn. Đây đây con cá nhỏ xíu hả? Cá gì vậy? Có cá, có cá. Cá ngát cái gì đó. Hả hồng dưới rồi. Sống không? Nó đã bị ngủm rồi. Cá lăn. Cá lăn con. Được cá lăn cha cũng đỡ quá. Còn có tí lưới nữa là hết rồi. Cá là hén. Ý. Vậy là cuối cùng cũng dính được một con hả? Cá là hén hả? Đù có lý nè. Có chữ tàu nữa nè. Ừ, đâu đọc ra coi chữ gì. Ngọ sĩ xí rồ. Là cá Trung Quốc bà con ơi. Cá là hén Trung Quốc. Dính được con cá rô phi. Cái này ngô sĩ xì dầu, nghĩa là cá này sẽ nướng với xì dầu vô. Đây coi chừng gớt nha, né cái lỗ ra rồi. Đừng con hai con đâu, hai con đâu, con nhỏ mà, con nhỏ với con này là được hai con. Nhỏ đó là dục ơi, đâu ăn đâu, đâu dục còn chứ. Con nó nhỏ là dành cho ông á, chứ tôi con bự, hai con ngựa con đủ rồi. Nhỏ nãy nó chui lỗ nhảy thoát rồi. Còn cổng vậy hồi đưa con đó cho ông. Con nhỏ cho ông á. Ơi, mình về lưới chỗ khác đi. Chỗ này làm ăn không được khắp khá lắm. Về đầu trên đi. Chơi chặn đầu mấy ông lên. Vậy mình về lưới chỗ khác nha. Ủa, nó đi văng chỗ khác mà làm gì văng đây vậy? Lưới nhiều gác, bây giờ tôi căng tôi gỡ gác á. Ờ. Dính mà cái gác quá trời nè, gỡ hết đi rồi văng. Gác không? Đây mình có hai cây câu mọi người ơi. Văng lưới ít cá quá, bây giờ mình chuyển sang đi câu ha. Giờ chắc nó dính cũng lâu lắm rồi mọi người ơi. Vô. Lụm, có mồi rồi.
Sáng ông đi câu cá sớm mà. Dạ thử cái coi có dính con nào không. Sáng giờ làm ăn sao rồi? Đù, có lý gì vậy? Cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? Cái phi. Dính nữa hả? Làm ăn có lý gì chạy? Nãy cây này cũng dính dạ. Nặng vậy ta, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Có chừng ghét không nội. Đó. Đù, làm ăn có lý vậy? Quà. Được con rồi. Cá bự chứ. Cá phi luôn hả? Cá phi luôn hả? Ừ. Cái hồ này cũng có lý ta. Vì mà dân sáng giờ trong kia không dính. Ngoài đây nước sâu hơn nè. Nên nước cạn quá. Ừ, hai con đủ rồi. Biết gì mà qua nay câu khỏi dân lưới được rồi. Bây giờ móc mồi ra dục cây câu đây đi. Vô đóng nướng cá ăn đi. Cây này sáng dính con kia hả? Cây này sáng giờ không thấy ăn. Ôi đù. Cây này xui vậy. Cái mồi này cá phái qua quá ta. Qua mới mua nè. Mồi gì khó chịu vậy? Mồi câu cá khó chịu vậy à, ơi. Tên cũng khó chịu nữa. Móc cục dục nữa vô trọng nướng cá đi. Nhưng mà ăn cá nó chịu là được. Còn quần. Hy vọng hồi ra thăm có thêm con nữa. Dính cá hoài là ở đây hoài luôn á. Không là chết đói rồi. Để đi lát ra hầm nữa. Đây nắng quá chịu hết nổi rồi. Vô. Để tạm thời đó đi. Lụm hai con vô. Đang nướng cá sáng kìa. Vô lụm này luôn. Vô. Quà wow, có lý ta. Biết gì qua này câu có lý à. Chín chưa? Sắp rồi. Quá sắp trời. Rồi. Đi hùi lùi rồi. Một mấy gần 12 giờ luôn rồi, sáng giờ luôn á. Qua nay thử thách được 20 tiếng rồi. Thử thách 24 giờ được 20 tiếng rồi. Giờ là tiếng rồi. Giờ là 11 giờ trưa. Giờ 11 giờ trưa mới được ăn cơm. Mới được ăn cá chứ. Sáng dân lưới không có được con cá bự nữa hết á. Nhờ câu được hai con mới có đồ ăn. Nóng vậy. Qua này biết cầu sớm là ngon rồi. Nóng quá vậy. Cứ nghĩ là văn lưới có cá mà. Chỗ văn lưới thì nước cạn quá. Còn chỗ mình câu nước nó sâu hơn, cá nào nó nhiều hơn. Rồi rút kinh nghiệm đi. Lần sau đi lại đây câu cá chứ đừng có văn nữa. Cậu đi cái lũi cho. Nóng. Hồi quất nha. Thằng con hai con khỏi dành lộn. Rồi thịt nó ngọt không? Cá phi không? Cá rô phi. Coi cá phi nướng lên ăn như thế nào. Thịt lạc. Cũng được. Quên nữa, mời mọi người. Ăn xong rồi mới mời. Cũng thâu địa chưa? Những cái chỗ này thâu địa không có chỉ. Đúng rồi, thâu địa không chỉ. Qua ông chỉ là ông được ăn hai con à. Tạm được. Cá này thịt không ngon lắm. Nó có mùi tanh tanh của cá rô phi á. Nói chung là ăn cũng được, chứ không đến nỗi. Ăn xong lem giống nằm ngủ giấc. Rồi ra thăm câu, ăn câu còn thuốc mãi à. Giờ nắng cũng lên quá trời. Hết ra ngồi trong ngóng mãi nổi rồi. Nằm trong mát đợi lâu lâu ra thăm lần thôi. Canh có dính không? Hết 24 tiếng rồi mình rời khỏi nơi này. Coi như là cũng có đồ để ăn rồi, cũng có lý rồi. Không có no nhưng mà sống sót được. Được. Ăn gì là ngon rồi. Thôi vô. Dứt. Mình ở không trời chán quá, nằm buồn ngủ quá, ra làm cho hết buồn ngủ. Giờ quyết định
thi leo lên cây dừa này chơi mọi người. Có hai cây nè, dừa thẳng cây, thằng nào leo lên cao nhất đó hắn, hoặc là leo lên tới ngọn trước đó hắn. Căng à, căng à. Hoặc là ai leo không được tới ngọn mà ai leo mà cao nhất là thắng. Chơi nha. Nào, thắng chở người kia vậy nha mọi kèo là thằng nào thắng chở kia về nha. Thua. Thôi nghe kỹ rồi đi nha. Nghe kỹ rồi đi, nãy giao kèo vậy mà. Không biết giờ tôi thắng rồi tôi mới giao được. Thôi coi lại từ đầu bên dưới đi, phải giao. Chơi kỳ vậy? Giao vậy rõ ràng. Ôi chơi gài ra nãy không để ý luôn. Tụi mình đi thăm cây càng câu xong rồi tụi mình về nha. Có cây càng câu bị ngã không biết có dính cá không à. Lôi cây càng câu hả? Ừ, con ngã luôn. Hy vọng dính. Kéo nhẹ quá không phải à. Về gió. Một cơ hội đó dập tắt. Cây này có không? Dính là mình ở lại thêm luôn nha mọi người. Không về luôn. Ủa, nắng nắng. Dính thiệt hả? Ủa, rồi. Trời ơi, làm mừng hụt. Đó. Đó, dính rồi. Hồi nãy mình nói chơi nha mọi người, lấy con này về nhà luôn nha mọi người. Dính nha. Cho ở lại đi luôn. Thôi, hồi nãy nó chơi thôi. Ủa? Thôi mình nói thiệt nha mọi người, dính mình lại nha mọi người. Dính cá cây mọi người. Trời ơi. Ơi. Dính cá cây. Ồ vậy là không có cá rồi mình về. Thôi. Về. Bây giờ đã được 24 tiếng rồi mọi người ơi. Giờ hang mình nằm toàn ten ở đây. Đợi người tới rước. Đợi đò vô đón. Gọi đò ơi, sao không thấy con đò nào hết? Hôm nay mát lắm mọi người ơi. Chim ở trên cây nó hót. Đó mọi người nghe tiếng chim à. Ở cái vị trí để cho mọi người ai có muốn đi thì đi. Ở ngoài đây dễ đi lắm.
mọi người, chứ cái việc ra hồ Dồ Tiếng rồi ra ngoài đây sẽ có những cái chiếc sao chỗ đó gọi là cái bến. Ngoài hồ Dồ Tiếng có một cái bến, mọi người ra cái bến là hỏi là sẽ có người đưa đi à. Tụi mình sẽ để đây là cách tụi mình lên đảo này nha mọi người, đó lên bằng chiếc xuồng đó đó. Thử thách sinh tồn ở đây, nói sinh tồn thật ra cũng không phải sinh tồn mọi người, tụi mình tự tìm thức ăn này chứ không phải sinh tồn. Nói chung thử thách nhịn đói qua nay nguyên một ngày luôn, tụi mình ăn có hai cử à, thử thách nhịn đói đã hoàn thành. Ô, tụi mình lên đường nha, bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình. Nhớ tụi mình xin một like nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người, tạm biệt mọi người.